Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc cổng MIDI ở trên đàn dùng để làm gì, kết nối như thế nào phải không? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về tính năng này nhé. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Vậy MIDI là gì? Đầu tiên, tất cả các cây đàn hiện nay đều có hỗ trợ với tín hiệu MIDI. MIDI là ngôn ngữ giao tiếp giữa các loại nhạc cụ với nhau, cũng giống như con người sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. MIDI sẽ ghi lại các thông tin khi bạn chơi đàn như chơi nốt nhạc mạnh hay nhẹ, chơi nốt nhạc trong bao lâu, 1 giây hay 2 giây, bạn có bật chế độ ngưng hay không, giống như ngưng pedal trong piano hoặc keyboard, bạn điều khiển beat bend, nút biến đổi cao độ như thế nào, bạn điều chỉnh các thông số khác ra sao. Tiếp theo, MIDI để làm gì? Sau khi kết nối máy tính, điện thoại với đàn qua dây USB MIDI, bạn có thể sử dụng tính năng học đàn qua các app điện thoại như Perfect Piano và Simply Piano, tính năng thu lại và chỉnh sửa file MIDI của đàn nhạc vừa chơi qua các phần mềm chuyên nghiệp trên máy tính mà không cần phải đánh lại, chơi trên các loại nhạc cụ ảo qua các phần mềm làm nhạc. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm các loại đàn trực tiếp nhé. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919 768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Cảm ơn các bạn đã xem video và luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Xin chào và hẹn gặp lại.